vâng xin chào các anh chị và vâng, xin chào những người học chương trình tuyệt vời của Mr. X sẽ giúp các anh chị và các bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn có một cái tình yêu thăng hoa hơn có một cái đời sống vợ chồng thêm mặn mà thêm nồng nàn thêm cái sự lãng mạn và đặc biệt là trong cái đời sống vợ chồng sinh hoạt vợ chồng thì suốt ngày được lên đỉnh rất là vui vẻ rất là tin cậy rất là happy với nhau ai cũng mong muốn như vậy à, nhưng mà ngoại tình là một cái chủ đề hết sức là nhạy cảm hết sức là phổ biến trong một cái xã hội hiện đại như ngày nay và bài học hôm nay phần này Mr. X sẽ tiếp tục trình bày với các anh chị và các bạn là các cái dấu hiệu của một người đang ngoại tình có thể là chồng bạn đang ngoại tình có thể là vợ bạn đang ngoại tình có thể là bạn trai hoặc bạn gái của bạn đang ngoại tình và Tôi nói là các dấu hiệu nhận biết một người đang ngoại tình Và Thế thì Mr. X trước khi trình bày phần này Mr. X nói rằng là đây là các dấu hiệu có thể và thường xuyên gặp phải nên là các chị em rồi các anh em là phải căn cứ vào những cái dấu hiệu này và từ đó phải đi xác minh nhá, phải đi xác minh trước phải tìm những cách nhẹ nhàng hợp lý khôn ngoan để xác minh chứ không phải là cứ nhìn thấy như thế có nghĩa là như thế ok thứ mình thấy có phải là như vậy không thì chúng ta cũng chưa biết được à đấy đừng cứ tưởng đo đỏ mà nghĩ rằng là đã chín mà đừng cứ tưởng là xanh xanh là chưa chín đâu tất cả những điều mít tới trình bày sắp tới đây là tham khảo dấu hiệu tham khảo của một người có vẻ như là đang ngoại tình hoặc là những người ngoại tình thì thường có những dấu hiệu như thế này được chưa các chị em và các anh em đồng ý không ạ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu Cái dấu hiệu ngoại tình thứ nhất à, Mr. X thường thống kê được Đó là có nhiều cuộc điện thoại bất thường à, Bất thường như thế nào? Ví dụ như là giờ giấc nó bất thường Nội dung nó bất thường Cách nói chuyện nó bất thường à, Ví dụ như là trước đây là chồng mình là Ở nhà là không bao giờ nghe điện thoại sau 7 giờ Bây giờ lại thấy có cuộc gọi 8 giờ, 9 giờ rất nhiều Tất nhiên là có thể là anh ấy có những công việc làm thêm à, Rồi thì có những dự án mới Thế thì chúng ta phải biết chắc chắn rằng là anh ta đang làm gì Chứ không phải cứ có cuộc điện thoại nhiều có nghĩa là bất thường đúng không? Rồi, điện thoại nhiều và bất thường đúng không? Tin nhắn nhiều Tin nhắn Facebook, Zalo, iMessage, SMS, email vân vân, Chat chít suốt ngày Đấy. Chìm đắm trong thế giới ảo mà trước đây anh ta không hề như vậy Đấy, sử dụng tài khoản và điện thoại máy tính là có xu hướng bảo mật rất kỹ. Trước đây không bảo mật, bây giờ thì đặt mật khẩu các loại file nọ, file kia, lớp nọ, lớp kia. À thì có nhiều cuộc điện thoại có nhiều những cái nội dung trao đổi không minh bạch hay là có những cái e ngại trước mặt mình. À ví dụ như nghe điện thoại là phải đi tránh tránh ra à, hoặc là cách thức nói chuyện trước mặt vợ hoặc chồng thì thường có vẻ hơi ngại ngần à, dùng những cái ký hiệu ám hiệu nói chuyện chẳng hiểu gì cả à, thì chúng ta căn cứ vào những điều đó nha chúng ta phải căn cứ vào vậy thì như thế nào là bất thường thì chúng ta phải định nghĩa là như thế nào là bình thường tại vì à, có những nhà thì có một anh chồng anh điện thoại suốt ngày chat suốt ngày thì điều đấy có nghĩa là không bất thường bởi vì anh ta là làm công nghệ làm online đó thế nhưng có những nhà thì anh ta không làm gì cả thì như thế là thấy rằng nó sẽ là bất thường muốn định nghĩa thế nào là bất thường thì à, các chị các mẹ các em rồi các anh cũng phải định nghĩa như thế nào là bình thường sau đó sẽ căn cứ vào cái điều đó để so sánh chồng hoặc vợ mình có bất thường hay không OK à, dấu hiệu thứ hai đó là chồng hoặc vợ của mình nó có nhiều sở thích thay đổi à, ví dụ như trước đây rất xuề xòa Bây giờ lại thấy đầu đầu tóc tóc còn quần, quần áo áo chảy chuốt hơn Nước hoa thơm Đúng không ạ? Chú ý ăn mặc giày dép quần áo Đi sớm về khuya vân vân Đúng không? Đấy là có nhiều sở thích thay đổi Thế thì giả sử như thế nào Một anh chồng mà anh ấy ăn mặc rất là kỹ tính Và anh quần áo anh rất là xài đồ đắt tiền đẹp Một ngày anh thay hai bộ nước hoa anh dùng suốt Nhưng mà đấy là từ lúc anh ấy kết hôn về Anh ấy vẫn thế Đúng không? thì như thế chưa chắc đã phải là đã phải là 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 có vấn đề đấy. nhiều sở thích có sự thay đổi khác biệt so với trước đây đấy. thế thì à, các chị em hoặc các anh em phải hết sức lưu ý phải phát hiện ra tránh việc là mình bị mọc cái sừng dài 2 mét rồi mình vẫn không biết đúng không đấy là gọi là có nhiều sở thích thay đổi đấy. thay đổi về cách ăn mặc đầu tóc rồi thì trang phục, răng miệng chú ý hơn hoặc là chú ý về cái việc sức khỏe này kia. Đấy chính là cái lý do, cái dấu hiệu tiếp theo. Rồi. Cái dấu hiệu ngoại tình số 3 mà những người đang ngoại tình thường gặp phải đó là thay đổi về khung thời gian trong sinh hoạt. À, đi sớm về muộn, có nhiều cuộc hẹn bất thường, đi nhiều hơn. Đấy à, về sai hẹn nhiều hơn, có nhiều lịch hẹn, lịch làm việc bất thường, các bạn hết sức lưu ý điều này nhé. dấu hiệu tiếp theo đấy là thay đổi cơ bản về chuyện sách với vợ hoặc chồng mình, đấy. ví dụ như có thể là ít hơn về mặt tần suất, hay là có thể lạ hơn về mặt phương pháp, à, ít hơn về mặt tần suất có thể là vì sao? À, khi ngoại tình thì phải phục vụ bạn tình rồi đúng không mà bạn tình mới yêu nhau thì thường các bạn biết rồi đấy là sẽ chiến đấu sẽ quyết liệt và khi chiến đấu quyết liệt như vậy thì đặc biệt là đàn ông sẽ không còn sức nữa hoặc là ít sức nó sẽ bị giảm nếu mà người vợ nào mà tinh ý thì có thể sẽ nhận ra được là trong cái thói quen sinh hoạt của, của vợ chồng mình có sự thay đổi đấy, hoặc là anh chồng muốn thế này muốn thế kia mà trước đấy anh chồng chưa từng, bởi vì sao lúc đấy là đi với người tình thì người ta phục vụ cho kiểu đó, thế là mình thích, đúng không? À, cái thay đổi về chuyện sách thì hết sức lưu ý nhá, chú ý là về tần suất, về phương pháp, về tư thế, về thói quen, đặc biệt là lưu ý về cái việc là cái tần suất nó thấp hơn, ít hơn là do có thể là bị người tình đã bắt kiệt, bắt rồi. thế còn nếu mà do ốm đau sức khỏe thì tôi không nói. Đấy, à, chúng ta phải lưu ý tránh việc là chúng ta lại trở thành một cái vị hoạn thư đúng không? Thấy một cái dấu hiệu như thế là bắt đầu đã nghi ngờ ghen tuông rồi thì học cái chương trình này của Mr. X để thêm hỏng thôi. Mr. X chỉ đang giúp mọi người có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải là à nghi ngờ hết người này đến người khác đúng không? Rồi, à, về chi tiêu của người bạn đời của vợ hoặc chồng mình có vẻ tốn hơn. Đấy, bạn cũng nên chú ý điều này tại sao chồng mình chi tiêu nhiều hơn chi tiêu vào quần áo chi tiêu vào điện thoại chi tiêu vào à, những cái việc khác cho người tình hoặc là ạ? Dạ, nuôi con của người tình hoặc là phải trả tiền nhà nghỉ khách sạn thông thường ngoại tình thì sẽ là như vậy Đấy, thì các bạn cũng hết sức lưu ý ví dụ những anh chồng mà không mang tiền về nhà à, suốt ngày kêu khó khăn lỗ này kia thì rất có thể chuyện không phải là như vậy. biết thế có một chị bạn là, là chị kể chuyện là anh chồng ấy làm là làm ăn thua lỗ rồi suốt ngày bò đầu bứt tai không có tiền, thấy chị rất là thương chị còn làm ăn chị lại còn đưa tiền cho chồng. Đấy, sau này thì đến lúc mà mấy năm sau thì chị mới phát hiện ra là anh chồng có con riêng. Đấy, và chị sâu chuỗi lại vấn đề thì chị phát hiện ra rằng là À, anh chồng không làm ăn gì mấy à, rồi giả vờ thua lỗ để lấy tiền của vợ là đi cho người tình và cho con của mình con riêng của mình với người tình thì đấy là cái vấn đề về tiền bạc thì các chị em và các anh em hết sức lưu ý nhá đấy. có sự thay đổi trong cách chi tiêu và thường có xu hướng là tốn hơn đấy. cái dấu hiệu tiếp theo đấy là gì À, một người đàn ông hay người phụ nữ đi ra ngoài đường thường có xu hướng là đong đưa để ý tán tỉnh, nói dối về nhân thân, nói dối về tình trạng quan hệ à, gia đình. Ví dụ như là nói là chưa kết hôn hay là chưa có con, à, nếu gọi là nói dối về cái cái tình trạng quan hệ, đấy. À, hay tán tỉnh, hay xin số điện thoại của người khác. Có vẻ như đấy là cái tính cách của người ta nó có sẵn rồi thì cũng có thể người ta sẽ có xu hướng sớm ngoại tình, đúng không? À, rồi thì người đàn ông hoặc người phụ nữ à, cảm thấy cô đơn, à, không được vợ hoặc chồng của mình chia sẻ, à, lạnh nhạt trong hôn nhân, lãnh cảm trong tình dục, à, stress trong công việc vân vân, thì cũng có thể là sẽ dẫn tới cái nguy cơ bị ngoại tình, bởi vì đối tác, đối thủ của người ta sẽ có thể tấn công, để chia sẻ được. Đấy, có rất nhiều các dấu hiệu là chúng ta phải tinh ý và tinh tế thì chúng ta mới nhận ra được nhé các bạn anh chị phải hết sức lưu ý à, thậm chí là một số chuyên gia người ta cũng cho rằng là chúng ta phải thỉnh thoảng là phải biết à, nhất là khi đi giặt quần áo thì phải quan sát quần áo đặc biệt là quần áo lót và quần lót và áo lót của phụ nữ và đàn ông thì chúng ta sẽ thấy một số những cái dấu hiệu đặc biệt Đấy, một số người đàn ông người ta không cẩn thận đúng không À, khi mà người ta um, quan hệ tình dục đúng không thì người ta có thể là sẽ à, để lại những cái vết bẩn ở trên quần lót hoặc phụ nữ cũng như vậy thì à, chúng ta hết sức cẩn thận chúng ta có thể tinh ý chúng ta phát hiện ra đúng không? Đó. hoặc là cái nhu cầu về tình dục cũng sẽ thay đổi thì đấy là chính là những cái à, vấn đề mà chúng ta à, có thể biết được thì cái đây là một số những cái dấu hiệu cơ bản giúp à, cho vợ hoặc chồng có thể biết được là chồng hoặc vợ của mình à, có nguy cơ ngoại tình hay không. À, tất nhiên như tôi đã nói, không phải là à, tất cả những cái nguy cơ đều à, sẽ là đúng hoặc là những cái dấu hiệu này đều có thể đúng, nhưng mà à, đây chính là những cái dấu hiệu để à, các anh chị và các bạn à, tham khảo và à, kiểm soát được cái, cái tình trạng của vợ hoặc chồng mình để từ đó mà chúng ta sẽ uh, chú ý đúng không? Đó, còn chúng ta có thể làm gì để kiểm soát được những dấu hiệu này? À nếu mà chúng ta có thể làm uh, thuê uh, những cái việc là thuê thám tử để theo dõi cái hành vi của vợ và chồng mình trong một thời gian dài. Uh, chúng ta cũng có thể uh, xem lén bằng cách này hay cách khác vào tài khoản mạng xã hội facebook, zalo, tin nhắn, cuộc gọi facebook vân vân email vân vân chúng ta sẽ biết được là vợ hoặc chồng hoặc đối tác của mình có ngoại tình hay không Đấy, thì tất nhiên cách này hay cách khác thì chúng ta đều có thể làm được Đấy. Đấy rồi thì chúng ta cũng có thể là làm quen với vợ hoặc chồng của đồng nghiệp của mình Đấy, để chúng ta sẽ xem là từ đó chúng ta có thể biết được là anh ta có đang bận hay không có đang có những mối quan hệ nào à, mờ ám hay không? Đấy. Có rất nhiều cách để kiểm tra cái 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 hình thức ngoại tình đúng không? Có rất nhiều cách. thí à, dụ như là à, kiểm thỉnh thoảng kiểm tra ví, à, kiểm tra mùi ở trên cơ thể hoặc là trên quần áo, Đấy, kiểm tra các cái lịch sinh hoạt, và lịch làm việc hàng ngày. À, ví dụ như là lịch đi công tác thì phải xem có đúng là đi công tác hay không đúng không? Tất nhiên chúng ta đừng có quá là quan tâm giống như kiểu cảnh sát như thế thì sẽ lại có vấn đề ngay. Đấy, thế rồi thì à, chúng ta cũng có thể kiểm tra cái định vị về đồng hồ của ô tô, xe máy, vân vân. Thì đấy là những cái mẹo mà à, chúng ta có thể là sẽ kiểm soát được tốt hơn trong cái à, việc ngoại tình của vợ hoặc chồng hoặc là đối tác của mình. OK. Thì Mr. X vừa chia sẻ với các anh chị và các bạn Một số cái dấu hiệu à, cơ bản Và những người ngoại tình thường để lại, để lộ đấy. Tất nhiên có những người người ta cao thủ Người ta có thể là à, mấy chục năm người ta cũng không bị phát hiện Bằng chứng là có rất nhiều câu chuyện là Đến lúc cuối đời thì người đàn ông mới bắt đầu tiết lộ với vợ và con mình là à, Tôi có con riêng ở bên ngoài à, Thì lúc đấy thì tôi sự cũng đã dự lỡ rồi à, Thế còn nếu mà chúng ta biết Mà đang trong cái lúc mà con nhỏ này kia hoặc là phụ nữ đang mang bầu đang nuôi con thì cảm thấy rất đau khổ đúng không thì chúng ta hết sức lưu ý chúng ta cảnh giác những cái điều đó à, tất nhiên là chúng ta cảnh giác để chúng ta biết được thôi chứ không phải là chúng ta à, suốt ngày đi bám theo nó để chúng ta à, suy nghĩ để chúng ta suy sụp đúng không rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn biết tới xin chân thành cảm ơn.